Vâng, xin chào các bác. Thực sự là tiếp xúc với rất nhiều xe rồi nhưng mà khi quay lại với xe Hàn thì phải gọi là vẫn là mê mệt luôn các bạn. Đặc biệt là chiếc Kia Sorento này, form mới, chiếc này của em D2021, bản máy dầu, bản 6 chỗ là cái bản cao cấp nhất và đắt tiền nhất đấy ạ. Xe chạy lướt đúng tròn 1 vạn nên là rất là mới luôn các bạn. Nói chung về chất xe thì không có gì phải lăn tăn rồi. Quan trọng là các bác ưng và chốt hay không chốt thôi. Chất xe rất mới, 1 vạn 2021, máy dầu bản 6 chỗ, cực mới các bác nhá. Về thiết kế và về trang thiết bị thì phải gọi là không có gì để chê luôn. Thiết kế rất đẹp, trang thiết bị thì phải gọi là rất nhiều, kể chắc phải hết ngày. Đấy, mời các bác cùng đi về tổng thể nội ngoại chất xe. Đấy, form này thì khi mới ra mắt thì phải gọi là cháy hàng luôn vì thiết kế nó quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đấy. Đèn chúng ta có toàn bộ hệ thống đèn là đèn full LED 3 bi luôn, cực kỳ hiện đại. LED chạy ban ngày đầy đủ cả. Một dàn lốp Michelin mới tinh. Và cả chính là thiết kế nội thất của em nó thì cực kỳ đẹp luôn. Máy dầu chạy cực kỳ tiết kiệm. Và cái công nghệ máy dầu của xe Hàn thì chạy rất êm, cách âm rất là tốt, dẫn động 4 máy toàn thời gian. Sorry, xin lỗi các bác, cỗ có mở cỗ phần dưới. Đây, rất mới các bác nhá. Trải sàn đầy đủ này. Đây, đặc biệt là bản này bản 6 chỗ nhá, nên là cái hàng ghế thứ hai nó sẽ chỉ có 2 ghế thôi và có một lối đi ở giữa. Nó thiết kế như kiểu xe hạng thương gia ấy, rất là sang. Về giá, vấn đề chính là về giá. Chiếc này em đang chào bán là 1 tỷ 285 triệu. Giá thì còn thương lượng thêm. Và chiếc này các bác vay trả góp thoải mái nhá. Đây, mời các bác cùng vào bên trong nội thất. Đầu tiên là hàng ghế thứ hai. Bản này bản 6 chỗ nhá, là cái bản cao nhất, đắt tiền nhất đấy ạ. Bản 6 chỗ luôn, đấy. Và như thế xe được trang bị thêm 2 màn hình này. Hai màn hình cực kỳ xịn sò luôn, màn hình tràn viền và rất là to, được trang bị thêm đấy, rất lợi cho các bác nào sở hữu về sau nhá. Một chiếc xe 2021 lớp 1 vạn, nói chung về độ mới thì không phải bàn gì rồi. Đây các bác nhá, tổng thể nội thất vô lăng này, ghế này mới đét luôn, không phải lăn tăn gì rồi. Như em đã nói, về thiết kế chiếc này thì là mê ly luôn, rất đẹp. Nổ máy lên các bác xem, máy dầu mà nổ cực kỳ êm luôn. Khoang nội thất đây các bác nhìn này, không phải chê được đâu, thiết kế cực kỳ hiện đại, cực kỳ đẹp, không có gì để chê cả. Option thì miên man luôn. Và cái chính đây, form mới này, cả cái bản cao cấp nhất này được trang bị cần số điện tử, rất giống những chiếc Range Rover đấy ạ. Đấy, cần số điện tử nhá, bảo số cực kỳ mượt luôn. Chế độ lái này, 4 chế độ lái và 3 chế độ địa hình. Đấy, là các bác đi địa hình cũng rất là ok. Phanh điện tử. Đấy, cảnh báo hệ thống giữ làn đường này, giới hạn khoảng cách này, cảnh báo lệch làn điểm mù trên gương đầy đủ. Nhớ ghế cam 360 và một cái nữa rất là xịn sò các bác nhá, cam 360. Và cái chính là cam này cực kỳ nét luôn, nét như xe Đức luôn. Đấy, cam 360 cực kỳ xịn sò. Nói chung là khi nội thất đập vào mắt, nó nhìn vào thì không có gì để chê cả, quá đẹp luôn, quá đẹp. Nói chung về cái độ đẹp, độ hiện đại của xe Hàn thì vô đối rồi. Sửa và làm mát ghế này, sạc không dây này, rất tiện các bác nhá. Đấy. Và một cái nữa đó chúng ta có đó là cửa sổ trời toàn cảnh, một cái option mà các bạn thanh niên rất là thích đấy ạ. Khi đi biển hoặc đến những chỗ nào thoáng mở ra thì nhìn rất là thích đấy ạ. Đấy, nói chung về cái độ mới thì không phải lăn tăn gì rồi, quan trọng là các bác thích và ưng và chốt hay không thôi. Chất xe 1 vạn, rất mới, option miên man, vừa an toàn và vừa tiện nghi. Vâng, Sorento máy dầu bản 6 chỗ cao cấp nhất 2021 lớp 1 vạn siêu mới 1 tỷ 285 triệu. Các bác quan tâm cứ alo trực tiếp đến hotline nhé, ô tô Đức Thiện hoặc qua số 10 Thành Thái để xem trực tiếp xe và chạy thử. Đấy, nói chung một chiếc xe mà không có gì để các bác phải lăn tăn suy nghĩ gì cả, chất xe mới. Đấy, và cả chính là chất lượng bên em cam kết rõ ràng cho các bác có thể đi check hãng hoặc đi kiểm tra bất cứ nơi đâu. Đó, em kết thúc vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.